mến chào tất cả anh em. Anh em đang nghe chất âm của một bộ dàn karaoke rất là rẻ của bên em, chỉ có 10.500.000 đồng. Anh em bê nguyên một bộ dàn em nhé, gồm có mic này, VS700 này, băng cơ lái số LX6, lọc xì Rivik 231 và đặc biệt là cục đẩy H500. Ở bộ dàn này thì chưa gồm có loa, thì anh em đã có loa rồi thì chúng ta mua nguyên một cái bộ dàn này, gồm có mic, vang, lọc xì và đẩy thì chúng ta về phối ghép rất là hay. Và với combo này thì tất cả đều là hàng mới em nhé, tất cả đều là hàng mới và hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng cho anh em, ok chưa? Chất âm rất là dễ và đặc biệt là khi chúng ta ghép thêm lọc xì thì anh em có thể chỉnh rất là dễ anh em nhé, chỉnh bát check này, tăng bát lên này, ok chưa? Tăng check lên này, ok chưa? Tăng lên này, đó rất là dễ thôi, quá hay đúng không ạ? Đó, hoặc là chúng ta muốn giảm đi, đó giảm bát, giảm check đi anh em nhé, đó, ok mà, đó tăng lên này, đó tăng tí check lên này, thì tiếng nó rất là sáng. Thì đầu tiên em cũng giới thiệu với tất cả anh em, đây là cái bộ mic, mic BS700 em nhé. Bộ mic BS700 này thì hàng chính hãng. Đó. Với cái bộ mic này thì bên em đang bán với giá rất là bình dân cho anh em, chỉ có 2.200.000 đồng thôi. Đó, tay mic đây. Tay mic được cầm rất là đẹp anh em nhé. Tay mic này thì vỏ thì vỏ nhôm. Đấy, vỏ nhôm và sơn màu xám anh em nhé. Đây là của thương hiệu LX Acoustic, ok chưa ạ? Đầu thu thì là đấy, cái đầu trục mic này đều là thép chống rỉ. Đó. Và kết hợp với bộ mic thì em đang sử dụng một con vang. Đây cái dòng vang LX6, dòng vang cơ lay số rất là hay. Con này chỉnh delay, repeat, reverb, echo chỉnh độc lập. Ok chưa? Chỉnh độc lập anh em nhá. Cái loại này thì bên em đang có hai màu, đó là màu đen và màu trắng. Ở đây thì em đang phối ghép là màu trắng em nhá. Đó, tiếp đến thì là có exciter tích hợp cả lưng tiếng này, FBX chống hú này, khi nhà ta hát hú tít anh em sẽ nhấn vào. Còn đâu bình thường thì chúng ta sẽ nhả ra anh em nhá. Chỉnh bass trung check của mic và bass trung check của phần nhạc, ok chưa? Đó. Riêng đường input thì là anh em có thể nhấn phần mode. Đó, ở đây thì chúng ta có thể chuyển sang AUX1 này, ok chưa? Đó, thấy hiện AUX1 và AUX2 này, tiếp đến này Bluetooth này. Đấy, con vang này sử dụng được Bluetooth rất là hay anh em nhé. Tiếp đến thì là USB và cuối cùng là cổng quang. Ở đây thì em đang kết nối cổng quang, ok chưa? Và đây là to nhỏ của nhạc, tổng anh em nhé, ok chưa? To nhỏ của nhạc đây, ok chưa? Và đây là to nhỏ của mic và tiếp đến là effect tổng em nhé. Vang nhại nhiều ít là nó ở cái effect này, ok chưa? Thì ngay bây giờ bây giờ thì em sẽ alo thử cái tiếng mic để cho anh em cùng nghe chất âm của cái bộ dàn này khá là hay. Sáu bảy tám chín, tiếng echo rất là mềm đúng không ạ? 1 2 5 6 7 8 9. Và bây giờ em sẽ tăng lên anh em nhé, để cho nó bị hú rít, để cho anh em biết là có thể là cắt hú rít ở ngay trên con nọc xì này, ok chưa? Và sẽ tăng tiếng mic nó to lên một chút này. Anh em nghe rõ không? Hú rít rất lãng đúng không ạ? Thì bây giờ sẽ giảm đi này. Ở đây thì riêng cái con nọc xì này em chỉ cần giảm ở cái giải 4K một chút này, ok chưa? Giảm 4K, 5K, 6K, giảm 3 cân đấy anh em nhé. Thì nó đã khác biệt hoàn toàn rồi. Ở trên anh em giảm thế nào, dưới anh em giảm như thế, ok chưa? Đó. Hết luôn đúng không ạ? Hết hú rít luôn. Cần thiết anh em để tăng lên một chút cho nó sáng tiếng em nhé. Tăng lên một chút. Khá là hay đúng không ạ? Và khi chúng ta kết nối từ
Đó, từ con vang xuống nọc xì thì anh em có thể chỉnh được cả bát check của phần nhạc lẫn ở phần mix. Ok chưa? Đó, khá là hay. Và một cái điều tiếp theo, anh em mà muốn cắt hú zip thì là không cần sử dụng lọc, thì chúng ta cũng thể cắt ngay trên con vang anh em nhé. Đó, chúng bằng cách là anh em sẽ nhấn nút FBX ở đây trên con vang là có phần chống hú này. Đó, anh em sẽ nhấn vào. Đúng ạ. Đó. Đúng ạ. Thì là anh em sẽ nhấn vào nhé, thì là nó sẽ hết hú zip luôn. Ở đây thì rất là đơn giản thôi. Đó. Và cái bộ này thì em ghép lối thì như chúng ta có thể thấy ghép cùng với con nọc xì DBX 231S này thì nó chất âm của nó ra rất là tuyệt vời, biệt là những cái giải nhạc, giải bass, giải check anh em nhé. Đó, ok chưa? Đó. Anh em có thể tăng bass lên này. Ok chưa? Tăng check lên. Đó. Tiếp đến thì là ở đây em đang sử dụng một cục đẩy H500. Với cục đẩy H500 này thì công suất của nó là 500W một kênh. Đó. Ở chế độ 8 ohm thì về anh em có thể chơi được một cặp loa bass 30 hoặc là hai cặp loa bass 25. Thì ngày hôm nay thì em có lên video về một cái bộ dàn máy karaoke trị giá chỉ có 10.500.000 đồng thôi anh em nhé. Đó, rất là xịn sò. Đó, để cho anh em tham khảo. Ok chưa? Rất là nhiều các chức năng trên con vang này, này. Và anh em chỉnh thì là bắt âm lượng bao nhiêu. Ở đây nó hiển thị hết trên cái thông số con vang. Ở đây ví dụ effect thì em đang để, đó, effect thì đang để tầm 43 anh em nhé. Ok chưa? Đó, anh em có thể giảm đi này, xuống còn 0 này, tăng lên này. Ok chưa? Đó, phần music cũng vậy. Đó, ok chưa? Đó, tăng lên này. Ok chưa? Rất là hay. Rồi ok, thì ngày hôm nay em lên cái video về cái bộ dàn máy karaoke trị giá 10.500.000 đồng. Thì bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua thì anh em gọi trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Ok, và ngay bây giờ em sẽ hát thử một đoạn trên bộ dàn này để cho anh em cùng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Em xa anh, cảm phúc trần lẻ loi thân biệt vật vẫn mình dài dòng đời. Giáp cánh cùng một chút chút ta cô đơn. Gió âm thầm vào ơi, mà xa lối phải mòn. Anh mạnh đâu thì là chiều mà nhuộm em đến đi. Sao có biết gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến. Dù gió xa đã hẹn kia.